Happy birthday. 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 Còn con heo quay ngoài pha. Dạ, heo quay. Heo quay ngoài. À để ngoài á, thăm bà thấy rồi. Sang đi con. Sang vô đây phân nửa đi hả? Dạ, rồi cái bánh bánh hỏi này con. Bánh hỏi rồi con, sang phân nửa luôn. À xúc mà. Ê, bánh bao ra. Dạ, dạ, làm nhiều khi. Chịu nay được tuổi rồi đó. Nó nhớ ông sáu rồi đó. Mới ngủ dậy sao cứ thích vậy tao vậy. Nhớ ông sáu rồi đó, xem chín. Cái nhìn ông sáu rồi lâu lâu rồi nữa. Đâu có gì chuyện gì đâu có gì. Con kìa, mặt ngơ chứ. Từ từ, từ từ cháu quen. Nhìn ngoái kìa. Vụ gì vậy con? Hả? Vụ gì mà đông hả? Vụ gì mà đông tháng 10 chứ ga vậy? Đây, 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 làm rồi. Yeah, maybe try it up. Bưng ra. Anh ra, anh chậm chậm, anh thấy ủi sao đông vậy? Chưa thấy mẹ đi ra má thấy là nó khô rồi nha. Nóng hỏi nóng hết xấu rồi. Xấu thế cha mà xấu. Ủa lỗi gì hổ. Ê tụi máy nó thẹn nha. Đâu đâu làm coi làm cho mày thắt coi. Làm coi. Ờ làm coi con. Trai rồi nó gầm sao con nó kêu sao. Nó kêu. Đẩy bên này ra ngoài hả? Dạ. Tại vì bên đây có rồi đó. Đẩy quay. Có thể đẩy qua chú chín chút xíu. Lớn nhưng mà không nhiều lâu. Đẩy qua chú chín. Đây mấy người lớn ăn hết mấy dĩa này xong rồi. Ăn hết rồi thì nữa ăn hết thì mừng. Không phải, vậy còn khách nữa chứ không phải nhiều đây cho mình không mà. Nói vậy đó. Nói cho vui vậy mà. Chín nó sợ mình ăn hết. Chú đủ rồi em kìa. À, cho bắt đầu. Ờ, cảm ơn. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cho ông cho. Ông dưỡng nữa, ông dưỡng, ông dưỡng. Ông dưỡng nữa khúc ngồi siêu xương đó. Ờ, bữa lãng phát rồi tính nhiều quá vậy. Lãng phát, bây giờ cái gì xăng 7 đồng rồi bắt 6. Chứ không? Cái này là gì đây cô Phúc? Cái này nước cho bỏ ra để cũng mở ra luôn ha. Cái này cũng mở ra luôn ha. Cái này bia mới. Cái này được. Đây. Mở ông Dưỡng. Ra ngoài cắt vô. Cho bác. Cho bác đi chơi. Cho
Nước mắm này là để ăn cái gì đây chú? Nước mắm để có mắm này là có bánh, bánh này, bánh này là gỏi, bánh này là gỏi. Lì xì nha. Để cho ông vừa lớn nhất. Ông lớn nhất đi rồi tới ông sáu nha. Tới ông sáu rồi. Ông sáu lớn gì? Ải đi con, ải đi con. Ải đi, ải giỏi. Đỡ rồi. Ải đi con. Cảm ơn ông. Cái này là của ông sáu là nghe. Ông sáu là đừng có lo chuyện rồi. Tao xong rồi nghe. Tao là xong rồi nghe. Tao xong rồi nghe. Bà sáu đi. Trời ơi, được rồi, nó mừng rồi. Rồi, cô. Ý là nó không thấy, có nghĩa là... Không có quay phim á. Để đem ra, để đem ra. Bây giờ mấy người con ép mà nó đem ra đi con. Dạ, được rồi. Ê, em ơi, lộn rồi. Con nhắc là không kết cái vụ này, nhẹ lên, đi nhẹ lắm. Con nhắc... Bia, bia, nó nói, nó nhắc hết. Con nhắc hết. Bữa trên YouTube nghĩ rằng đó mà. Đầu bữa trên YouTube thì có thể... Ê, ơi, 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 bây giờ càng hơn hồi đó nữa. Hai đứa hồi mới qua nhỏ xíu à. Đi vô vô vô. Vô vô vô. Ông Dưỡng, ông Dưỡng rồi. Con xin đâu của bác Thành đâu? Đó, của ông Thành đấy con. Ngã đi con, ngã đi. Nè bánh bao. Kìa ạ đi. Quan trọng mà. Quan trọng mà không mà. Bà cháu nó nhà. 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 Bên đang phải đem một cái bị là nam nó đi vòng vòng nó collect đúng không? Collect rồi. Happy. Ông ngoại bà nội cho bên bao đâu? Ở trời gần mấy cột đó vàng không nghe. Đó một vàng không đó nha. Cái này của thầy giờ chụp hình cái đây quá rồi. Cái này là còn hai cây không có chứ không phải là ông sao giống thầy buôn quá chứ giống thầy buôn quá vậy. Bao 1 tuổi sẵn đi con. Cái này là có cầm đem ra bánh bao. Có bỏ ra coi coi luôn đi, coi cái gì coi đi. Trời Biết ông nội sẽ tặng cho nó đúng rồi
Ông nội nói là tới 20 tuổi là được 20 cây đó. Anh Thành nghe chóng. Bộ mẹ nghĩ là mất trúc mỗi 7 tuổi rồi đó. Được 200 chứ. Cháu được nghe, thâu hết trơn rồi đó. Có đầy quay chút chút này, chút chút nói rồi. Có 1 cây không? Ờ, dạ. Qua nói là bữa nay bánh bao có vốn. Thâu đi là bằng chứng chứ. Vốn. Dạ. Nãy giờ anh đợi. Đợi gì đợi theo cho ảnh rồi. Trời ơi, ước gì con có mẹ chồng vậy cô Phúc ơi. Thèm quá. Có ông ngoại, bà ngoại ở đâu? Có bà ngoại nhà tới ngoại. Bà ngoại tới ngoại. Bà ngoại tới ngoại. Bà ngoại tới ngoại. Bây giờ tới giờ không mà mẹ vậy nè, không phải bây giờ như thế này nè, giờ bà nội nè, chúc cháu và chúc con dâu với thằng con rồi đó, là hai người là sống trăm năm hạnh phúc, luôn luôn sức khỏe cũng phải dồi dào. Bữa này bắt đây cũng bánh bao mà, không lấy nước đâu, bữa nước đâu, bữa này bắt đây cũng bánh bao mà. Nghe giống gì đám cưới rồi. Đó bà ngoại đeo cho anh hả? Rồi bà ngoại đeo chỉ anh. Ủa tao hãy cho đắp đao. Beautiful. Xấu con không? Wow. Sao nay giờ bà run? Thấy quá trời. Thấy là mũi quá. Xấu rồi. Chết luôn á. Ủa gái rồi. Thank you. Cảm ơn. Thì tới anh Thành với chị Trang xuất Hà đại diện cho hai họ. Cả đây tụi rồi cháu này vợ cho bây giờ mình hai vợ chồng mình đại diện hai họ. Họ trai họ gái. Em nuôi của mình mà em nuôi của mình. Chúc cả hai vợ chồng thêm đứa nữa. Nhà không biết nha. Thêm đứa nữa không biết gì nào nữa. Okay. Lúc nào cũng yêu thương nhau. Lúc nào cũng yêu thương nhau. Hai đứa lúc nào yêu thương nhau. Cái này là của bà Nga. Bà Nga đi chơi rồi. Mình về làm đứa đi lời quá. Làm đứa này là của anh hai của anh là cậu mở hai ở Sài Gòn, Không phải giống cậu. Giống ai? Giống ai?
Thương ghê chưa? Thương ghê chưa? Wow, nặng quá, đứng mà không chịu. Ta kêu rồi, lấy cái gỗ. Cái gỗ kia mà đâu, cây của ngoại đâu. À, cảm ơn trời. Ai vậy, ai vậy? Ai vậy anh? Oh, Tấn Thành, Tấn Thành. Tấn Thành, Tấn Thành. Tấn Thành á. À, hỏi Tấn Thành con có ai kìa? Relationship với Khoa là bà con với Khoa là bà con với anh. Bạn Khoa. Bạn Khoa. Bà con kia bằng hai họ đó. Mà đây là bà con với Tấn Thành. Nhìn nó biết Tấn Thành rồi. Anh đang không vừa đâu. Nói chuyện giống nó tiếu giống Chân Thành, tôi kêu nó Chân Thành không à. Chân Thành à. Vô. Mở dưỡng. Bác Sáu. Nhìn nghe đi. Vô. Đẹp trai hơn Chân Thành nhiều. Sao mà Chân Thành mà hàng quá cũng cầm miếng cầm dĩ không mày, cầm dĩ không mày, một đống chứ cầm không cầm miếng, ông Sáu không có cầm vàng, cầm dĩ 12 miếng, cầm nguyên thỏi, cầm tiền đô không mày chứ không có cầm vàng. Nặng lắm, không nói được cây này. Mấy kg rồi. Cây này không có nhỏ đâu. 24 cây ký. Con cầm này lại. Nè. Mẹ đếm đi, lời hay lỗi gì mẹ. Dạ, ngủ nó ngủ vậy. Giờ này nắng quá chưa có ra ngoài được, làm sân khấu rồi. Đừng có ra làm sân khấu rồi. Đáng lý là mình ra ngoài sân khấu đó, mình làm ra sân khấu rồi đó. Nhưng mà nắng quá, bữa nay sao nắng quá. Cái này là Dạ,
Dạ. Thì bà ngoại mà, bà ngoại có gì đó. Dạ. Trên đình nhá. Nay ông ngoại cũng đi ha. Có ông ngoại cũng vui lắm à. Ông ngoại không có đi hả? Đi là trẻ quá, đi nhà luôn á. Nói tiếng Việt là biết là người Tàu rồi. Hello chú Nam. Thiếm Nam. Nhắc cái ghế đâu thầy. Thầy nhớ mì hoa. Thầy mì hoa luôn. Ủa vậy mì hoa. Ngồi đây được. Hôm nay thấy phát tướng quá vậy. Mướt có đi không? Đâu, gọi nó bà. Hả? Gọi nó bà. Có gọi và kêu nó đi đó mà. Đâu quá, bà đó là. Hello. Chiều. Nãy giờ anh Thành á. Nãy giờ Thành nói anh Tú đi ghét cà phê giỏng hay gì á, mấy tiếng hồ chưa ta? Đây có ai ngồi không? Ngồi đi, chán ngồi đó. Dạ. Alo. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Rồi, ăn năm đi. Nãy giờ kêu ạ ai cũng không ngại trơn á. Dạ, hả? Mới hả? Gật đầu hả đó. Hả? Nãy giờ kêu ạ ai cũng ngại đó. Mình tiếp năm cho nó hạ, nãy giờ kêu hạ. Nó ờ, nó biết hạ hôm nay rồi. Nãy giờ đông quá nghe nó nhát. Đông quá nó nhát, không dám hạ, nó khóc hả. Chú mà mới thấy chưa quá rồi đó. Cố con nó cố. Chú mới là thấy. Cái giá xe nó lấy cho cái bút. Cất rồi em, cái này chắc trong bóng cô quá. Mày mẩy không? Ủa, vui rồi, em cái đầu nó ngửi. Tết, chúc Tết. Chắc trên đường mình tới. Nãy giờ còn 3 tiếng rồi. Đường chạy có 1 tiếng mà đi tới 3 tiếng mình dẫn về trên đường. Lẽ mình tới rồi đó. Dẫn còn trên đường rồi. Trên đường có cà phê giỏng không? Có cà phê giỏng không vậy? Ở Mỹ mà làm như ở Việt Nam vậy có cà phê giỏng không?
Đối bác Tú gần xuống rồi, gần tới rồi. 3 tiếng rồi. À, 3 tiếng rồi chưa tới chắc ghét rồi phải giỏng rồi. Sáng một tiếng rồi mày này, mình tôn. Mày xếp bác Tú không? Tại vì bây giờ có 10 mấy tháng khe tiếp mấy này á. Hàng bà đi chung kia vui không? Vui. Vui mà bị. Anh tránh uống bia hả? Một mình anh tránh làm á? Tôi bệnh, tôi đau cái lưng, tôi đâu có làm, đâu có phụ gì đâu. Thêm cái toilet cho đó nữa kìa. Đó. Làm hết mấy tháng? Chân. Chưa một tháng, chưa được. À, đi cắt tháng này quá. Gần tháng. Nhiều quá không có chỗ bỏ. Đây anh chỉnh làm. Một mình anh làm á. Trời ơi. Chỉnh làm có. Đưa cửa sổ lên là có dân với khoa đưa phụ mày ba. Vô. Chào chú Tú. Dạ. Lấy cái ghế gà ra cái quá không gặp em. Cháu dâu chưa cưới à, nào cưới phải có tôi chứ. I think 20 something. Yeah. He's bigger. Oh, is that? He's like 19.7. Right now? Yeah, right now. Oh shit. I thought he was supposed to be like 40 by now. Hell no. That's why last time I went, I'm like, what? Only 24? I'm like, no. That's 40, not right. He's like freaking 3-4. I see. Hả? Từ từ đến lại. Something here, I think Dr. Go removed something there. Từ từ chạy lại nha. People are scared of dermatologists. I think they think that dermatology is kind of a specialty that is Edson. Can you help take a picture? Khỏi cần set up rồi. My feeling is that my job as a dermatologist is really to be an advocate for my patients. Hold on, wait for, so, wait for my dad. We have a couple of risk factors here for why you have cancer. And one of them is that you started having a lot of side effects as a dermatologist. You really do need a shift in kind of awareness. One, two, three. You better have pressed the button. For pick this one? Yeah, this? Yeah. Okay. No. More impactful. Yeah, that's like. This? Yeah. Okay. Oh, this one. Yeah. Okay. One, Harry, two, three. Harry. Okay, Harry! Harry, hi!
Today Elaine will be my assistant. Harry, wait, he's blocking your face, Uncle Kwa. Oh, okay. Okay, ready? Harry! Yay! Harry! Okay, do it again. Yeah! So cute! Hello! Yeah! Okay, Harry! Harry, look! Whoa! Don't get on the phone. Harry! Okay. Hi, Harry! Yay! Harry, look over here! Harry! Hi! My break time. Harry, look over here. Hi, look, Boba, Harry, Boba, yeah, look. Okay, ready, Harry, look, Harry. Where's Chị Kiều em? Correct me if I'm wrong. I'm sorry. This is an angel meat croissant, and inside is Yeah, like it out. And on top is roasted soybean powder. I'm all over my face. I was not expecting it to taste like this. I was kind of expecting it to taste nutty. It's slightly sweet, and then inside is like a really chewy. Go, baby. Family is priceless. Go. It's everything. Because if you don't have that foundation. I know. Yes, I know. Never thought it would happen. It was very scary. You know, I just remember wanting to break down to see a dermatologist. And they said, it is melanoma. As 10 years old, you kind of know something's not right, but you don't know exactly what you may know. It looked like a splinter.
Mà mở ra. Không, nhưng mà cái gì anh đang biết anh không? Chào bà thím, bà thím. Dạ anh thương nè, cậu cá nè. Happy Hello. Birthday, Harry. Hello, Hedy. Hedy bắt bào. Mặt nè, đỏ mặt. Hello. Mới đầu cho 14, em mình đều kiếm hoài không được, sao chạy cái vòng này. Đâu ông Kiều đâu? How's the car? Did you say hi to my uncle too? Cái người này là cho chiếc xe hơi tôi nè. Anh chồng cho chiếc xe hơi. Cậu cũng cần lên nước. Lên đây thấy tôi về hôn rồi. Thấy tôi có xe đây á. Giống như mà muốn đi làm đúng không em? Đó, cho mình chiếc xe này nè các bạn. Xe này đời 2013. Nhưng mà mình rất là thích, thương cái xe này lắm các bạn. Rau muống.
nước uống nè, nó mới lên đó. Dạ, yeah, để thùng nha. Để trong mà lúc lạnh đó. Giờ nắng lên bắt đầu phát lên tốt. Tự nhiên nghe cậu. Ông bạn tôi đâu không có đi hả? Đâu đi đâu?
Ồ, vậy nó kết hợp qua đi với anh. Ông Kiên á. Không có đi vậy? Không được. Thương biết không? Biết. Thương biết không? Biết thế nào? Không biết à? Mới biết khoảng mấy phút là mấy khu này ở Úc Linh á, có cái tiệm đóng đồ bàn ghế này nè, ở Úc Linh lớn. Ở bên kia hả? Ừ. Nhà nó kế bên đây nè, cái nhà kế bên đây là nhà của ảnh luôn. Rồi đằng kia. Đằng kia có cái nữa, cái nhà đẳng là. Dạ. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Hai bên năm. Bỏ rồi hả? Bỏ hai bên năm hả? Bỏ được hai bên năm. Chúc mừng. Giờ chỉ còn đang đóng đồ thôi. Đóng đồ, chỉ làm đồ đóng đồ thôi. Có nhà gần đây nữa. Đây đẳng khoảng 9 phút. Là lại đang uống cà phê vài buổi chủ nhật á. Chú ba chờ đốc là chú chuyện chỗ đầu đó biết mày hả? Thank you.
Yeah, maybe take it out. Yeah. You and then don't get mad at that. Okay, that's all for birthday. Yeah. 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 Đút cho mami dùm đi, đút cho mami dùm. Mami ăn với. Mami ăn đi. Giỏi quá. Đút cho bà ngoại nữa kìa, đút cho bà ngoại nữa nè. Cho ngoại ăn với nè. Đút bà ngoại nè. Cho ngoại ăn với nè. Ôm nè. Ôm nha. Đút bà nội nữa nè, đút bà nội nè, đút bà nội nè, bà nội xích lại bà nội. Bà nội xích lại bà nội. À, đút cho ngoại. Oh yeah, he has the his one X and then the other one.
Bác Hùng không chịu, bác Hùng mà. Ấm cái lưng á. Bác ra. Rồi bye bye. Dạ. Yeah.
Bye bye. Bye.